Bây giờ tỷ số tạm thời nghiêng về cho đội của anh Ngô Kiến Huy. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé thí sinh thứ tư của chương trình để xem gu của bé sẽ chọn về đội của ban bình luận nào nhé. Xin mời. Ồ, mà này bà Nguyễn Gốc ai hát vậy? Hay là mình bắt chết loài mèo kêu cùng nhau miêu 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 miêu. Hai người bạn nào đấy? Hiểu menu menu. Đâu, menu menu là gì? Chúng ta sẽ cùng đến với menu của chương trình. Bé Khánh Giang Khánh Hà, ca hát song tấu ukulele, vẽ tranh, song tấu đàn tranh và song tấu piano. Chắc là song tấu cái gì đó. Nhưng mà hai bạn này mà song tấu đàn tranh là thấy độc đáo lắm nha. Trời ơi. Không. Trời ơi, bây giờ mà hai bé ra gãi nó như lục chỉ cầm ma liền á. Tăng. Điếu ngoài giang hồ. Thì ukulele đó, chứ chương trình không có điều kiện mà vác hai cái piano bự cái đây đâu. Đâu, chương trình mình rất có điều kiện, đã từng mang rất là nhiều dụng cụ lên đây. Bữa thật chứ, có là sao? Trước em là có đáp trực thăng xuống. Số kia là nhiều lắm, đưa ra 4 cái đài piano mà bự lên luôn được luôn hết á. Mô hình em. Nhưng mà hai bé này với thân hình như vậy và độ tuổi như vậy thì mình nghiêng về ukulele nhiều hơn. Đúng, ukulele dễ đánh hơn. Lần đầu tiên tôi thấy cậu chín chắn á. Tôi rất chín chắn, nhưng mà tôi biến hóa thời gian thôi. Nhưng mà đừng để biến hóa nữa. Vậy được. Hay rồi. Hay là mình bắt chước loài mèo. Em thấy sợ quá. Sợ hãi thật. Và quay trở lại với chương trình song tấu. Song tấu ukulele. Yeah, we love ukulele. Cả hai đội cùng chốt đáp án là ukulele. Song tấu ukulele. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé Khánh Giang và Khánh Hà. Ủa, ukulele đổi kiểu rồi hả? Chào Khánh Giang và Khánh Hà. Bây giờ Khánh Giang với Khánh Hà ơi, con giới thiệu một chút về bản thân của mình cho mấy cô chú nghe nha. Dạ, con là Khánh Giang. Con là Khánh Hà. Năm nay con 8 tuổi rưỡi. Năm nay con gần 8 tuổi. Hôm nay con sẽ giới thiệu những bức tranh con đã vẽ. Vậy là tài năng của tụi con mang đến chương trình đó là vẽ tranh. Vẽ tranh. Cho chú hỏi tụi con là, ủa hai tụi con là có chị em bà con nhau hay là bạn đi học chung thôi? Là chị em. Chị em ruột luôn hả? Dạ chị em ruột. Vậy thì bây giờ tụi con giới thiệu từng bức tranh cho mấy cô chú được biết ha. Dạ. Mời con. Đây là bức tranh lúc ba chị em con đi vào đảo. Ê cô xí nha, tụi con có hai chị em mà sao cái này là có tới ba chị em lận? Dạ, còn một em ở nhà nữa. À, còn một em ở nhà nữa hả? Dạ. Cái này tụi con đi đảo gì? Dạ con đi một hòn đảo hoang. Đảo hoang hả? Ai dẫn tụi con đi? Tụi con tự dạ, đi. Tụi con tự đi. Tưởng tượng thôi. Vẽ tranh. Đây rồi, tới bức tranh tiếp theo ha. Bước này con đang dựng lều. Mình dựng lều mình đi cắm trại đúng không con? Dạ đúng. À, cái này là thì ra là có cái câu chuyện đang kể cho cô nghe. Rồi mình tới bức tranh này nè. Cái này là làm gì đây? Cô thấy là ở đây là thành phố. Bên này là thuyền để vào thành phố. Ở trên thành phố là một cái núi. Còn cái bức tranh này? Phía này là một hòn đảo khác. À, tụi con đi thích đi khám phá nhiều đảo vậy hả? Dạ hà thích. Đây nè, đó kể nè. Kể luôn. Đây, tính nói nè. Nè, ba chị em giấu cha mẹ để dành tiền đập con heo đất mua được cái tàu gần như Titanic. Đó, ti tan nát. Sau khi lên đảo hai chị phát hiện mũi quá chịu không nổi, dựng lều vô trong trú đốt lửa xua mũi. Đúng rồi, kế bên còn có nướng cá bạc má. Thức dậy tới ngày hôm sáng sau ngày, sáng ngày hôm sau các chị em thấy là hai con mà nghe chú Thành nói gì sai là hai con cãi lại liền. Khi sáng thức dậy người ta ăn cắp mất con tàu rồi.
không còn con tàu nữa. Chỉ biết nhìn về thành phố. Chưa, cái người ăn cắp tàu chỉ để lại cho hai chiếc ghe để mưu sinh. Sau đó hai chiếc ghe này đã đưa cô bé trâu dạt đến một hòn đảo khác có cây dừa. Đây là cây dừa. Đúng vậy. Sau đó một thời gian ở nhà, má con bé đang ngồi ở nhà đợi. Không phải, trong đó là ước mơ sau này. Con nghe chú kể đi. Má đang ngồi ở nhà đợi, xốp thời trang đang vắng ế, chưa hết vô, càng nhớ con hơn nữa. Trong khi đó ở đảo Quang. Không, cái này là thấm thoát thời gian trôi qua tới bức tranh này luôn. Đâu? Sai rồi. Hai đứa bé suy nghĩ cách tiện rời hòn đảo. Đúng rồi. Cưỡi rùa ư? Không được. Không được. Nặng quá. Bay ư? Không có bãi đi mày. Ai chừa bãi đâu. Đúng bãi. Rồi. Đây, bà mẹ nhớ đứa con cái đầu, nhớ về hai đứa con. Thấy không? Đứa còn lại chưa nhớ là tại vì hết chỗ vẽ. Nhớ mà từ đầu vàng mà bạc, đen đen tóc luôn đó con. Sau đó rồi thôi ba. Ba lái xe, ba mới ra đảo đón ba tất cả mẹ con đó, cùng về. Đúng rồi. Hai chim buồn đậu trên cây tiễn biệt. Đây là cái thành quả hai bé trồng được khi trên đảo. Đang được mang cây xương đồng về nhà. Đây, bánh trái ba mẹ chuẩn bị cho đại ăn tiệc. Ăn mừng, tiệc, đón được về. Cuối cùng, rồi. Gia đình hạnh phúc. Happy, happy ending. Hay quá. Che yeah, cái gì mà che yeah. Ông kể tới đâu là hai đứa no, phải, không phải. Nhưng mà quan trọng là có đúng không tụi con? Kể hay nhưng mà không có giống như tụi con. Vậy thì trong những bức tranh này, bức tranh nào tụi con thích nhất? Dạ, bức tranh này. Ba chị em đúng không con? Tại sao thích nhất? Tại vì đó là lần đầu tiên tụi con vô một hòn đảo để khám phá. Hay quá. Hay quá. Thật ra nè, hai bé nè, tranh này nè có bố cục rất là chặt chẽ, chia tỷ lệ rất là đồng đều, mà bức tranh rất là đầy đủ nha, đầy không đủ. Có những bức tranh nào mà thấy một cái gì lẻ loi hết, rùa là hai tranh con. Tranh nào cũng không có mặt trời thì có mặt trăng, không thì có cái mặt mâm. Hả? Mà tụi con có năng khiếu á, tại thật sự á, vẽ mà không có năng khiếu mà có học cỡ nào cũng không có vẽ đẹp như tụi con. Đúng đâu. Đúng vậy. Bởi vì ngày xưa vẽ nữ. Mọi người, em đang kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật. Là đâu? Ngày xưa em là một người vẽ rất là giỏi, nhưng mà gọi là lâu quá, bây giờ là không còn một cái kiến thức gì trong đầu nữa. Tại sao kiến thức của em nó trôi như một cái dòng sông kỳ đúng vậy? Đúng rồi, thiệt là vẽ là một cái gì đó nó sở trường, ăn vô máu rồi. Nè, cầm bút là gì vẽ giống được. Như Thiện, hồi nhỏ Thiện vẽ mỗi lần tới tiết mỹ thuật là 4 điểm vẽ lại cho cô. Đến bây giờ thì vẫn cứ vậy thôi. Bây giờ nếu mà nộp bài vẫn có 4 điểm vẽ ai lại. Bằng tôi. Cô giáo ra đề bài vẽ con trâu. Tôi về tôi đưa cho mẹ tôi coi. Mẹ thấy con vẽ con trâu đẹp không? Mẹ nói sao mày vẽ con chuột. Con trâu mà tôi vẽ nó mập ù như con chuột mà không có cái sừng luôn. Mà vẽ mới ghê nè. Vẽ xấu được vậy đó nha. Mà vẽ tranh đi bán được không? Thời đó là còn cái tờ 200 đồng nha. 200 đồng. Bán 700 đồng bức. Vụ được nước, vụ ngu lắm. Này, mày mua tao bức đi, tao bán sáng giờ ế quá. Mày mua tao bức này đi, lát tao cho mày ngàn. Mua không? Bán 700 lát cho ba mẹ mua. Mặt thì mặt, lấy. Vô lấy tiền cho. Vô lấy tiền đưa tụi má đánh nó quá trời. Mà dắt về nhà khóc, mày sao mày ngu gì, mày tranh gì, mày mua gì. Điên, đi vô. Cuối cùng là dẹp luôn ước mơ từ đó. Bây giờ mình tới cái phần quan trọng đi. Chưa đến phần đó thì các bé lại có một cái món quà rất là đặc biệt. Hay quá. Món quà này con tặng cho các chú. Các chú đợi con một chút. Thấy chưa? Đây cô cầm phụ con nha, cô cầm phụ hai con nha. Khoan. Vẽ là đẹp rồi đó, giờ quan trọng ai là ai nè. Đó. Đây. Đây là ai vậy con? Dạ, chú Ngô Kiến Huy. Đây là chú Ngô Kiến Huy. Khoan, vì sao tụi con? Vì sao, có đặc điểm gì nhận dạng của chú Ngô Kiến Huy không con? Dạ chú Ngô Kiến Huy thường chụp hình kiểu khác nhau, nhưng mà chú Ngô Kiến Huy thường hay làm kiểu này. À đúng rồi. Đây, bức tranh này là ai vậy con? Dạ chú Chí Thiện. Đúng rồi. Đây, vậy dạ, sao đây là dáng. Chú Chí Thiện con? Dạ nụ cười của chú thường hay vậy. Nụ cười của chú thường hay vậy. Ê, nụ cười này không có hé răng. Trời ơi, anh ơi, hai bức hình cuối lịch lãm gì đâu. Em anh ơi, anh Tuấn Nam thần Hàn Quốc. Sang trọng mà lịch lãm quá. Người đàn ông mặc vest này là ai vậy con? Là chú Trấn Thành. Chú Trấn Thành. Nhưng mà con ơi, sao chú Trấn Thành cười mà không có răng vậy con? Môi chú dày quá. Anh xin. Hình như đoạn này anh miếm môi trên đúng không? Nè, ủa mấy người làm sao vậy? Hả? Sao? Ủa mấy người làm sao vậy?
Sao? Bố cười là phải có răng hả? Đây. Đâu, cười không có răng rồi. Răng không? Ý em đó là mũi trên kìa. Chứ nào tôi cười mà tôi làm vậy nè. Mình mới nói là tôi không có răng. Tốt nghiệp tôi vậy. Cảm ơn đàng hoàng. Trời ơi đẹp con. Đẹp bây giờ đến bức hình này, đây là chú Will. Tấm hình gì đâu mà nó trọn vẹn đầy đủ. Con ơi, vậy đặc điểm gì nhận dạng của chú Will đâu nè? Thật ra chú Will không có đặc điểm nhận dạng, nó vậy thôi. Vậy đại khái mái tóc hả? À, mái tóc. À cũng giống lắm nha. Không giống hả? Rồi, cảm ơn tụi con. Cảm ơn chân mày đậm quá. Ừ. Chân mày đậm thì đúng rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn hai con nha. Cảm ơn hai đứa. Giơ tay. Cảm ơn con. Tôi thấy tôi giống nhất á. Ôi đây mới giống nhất nè. Trời. Vậy hai tụi con cùng chạy về đội mà tụi con muốn về nha. Từ từ. Hỏi ý, cho hai đứa con hỏi ý á. Hai đứa nó hỏi ý, nó bàn. Chị em nha, tao hỏi ý chứ. Con về đội của... Cái gì? Trấn Thành. Trời đất ơi. Hay là mình bắt chước lại nè. Ca cho giữ vô miêu 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 hay là mình bắt chước mèo kêu kêu cùng nhau ngạo. Mèo hết thời. Mình nói đi, bắt đầu. Mình tên gì? Lớn con lắm. Là Khánh Giang. Con là Khánh Hà. Phòng tranh tụi con mới khánh thành. Rồi phòng tranh tụi con mới khánh thành. Mời quý vị vô tham quan. Mời quý vị vô tham quan. Mỗi người tham quan bình chọn con một vé. Mỗi người tham quan bình chọn con một vé. Rồi cảm ơn con. Cảm ơn tụi con.